Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của ô tô Duy Anh. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một chiếc xe. Trước sự camera màn hình thì anh chị thấy một chiếc xe bằng số 49A29391 không ạ? Con xe này tên em nó là Suzuki Vitara, sản xuất đời 2005, hai cầu, đăng ký là 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn nha. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách, trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc. Nhắc lại, xe này là xe Vitara sản xuất đời 2005, hai cầu, dung tích xi lanh là máy xăng, dung tích là 1.5 nha anh chị, 1.90 là 1.6 nha anh chị nha. Xe này đăng ký không hết niên hạn, với giá thành bên em bán cho anh chị và cô chú là 200 triệu. Đặc biệt chiếc xe này là nước sơn zin toàn bộ nha anh chị nha. Xe thì mới vừa thay 4 cái vỏ Michelin, hết mười mấy triệu nha anh chị nha. Anh chị thấy vỏ không? Mới vừa thay luôn. Đặc biệt con xe này thì nước sơn zin toàn tập. Thì xe trước con xe này em gọi, con xe này gọi là con cọp anh chị ạ. Ghế nỉ cái niếc đồ rất là ok anh chị ha. Thì cùng mời anh chị và tất cả các chú theo dõi em. Em quay về nước sơn cho anh chị cùng tham khảo điều đầu tiên. Con xe này là sơn zin 100% nha anh chị. Anh chị thấy cái nước sơn không? Cản kiết thì bắt buộc mình phải dặm anh chị ha. Nhiều lúc cản kiết thì nó bị va quẹt thì phải dặm. Còn tất cả anh chị thấy những cái đường gân chỉ không? Vậy thôi. Nó liền thô rồ luôn vậy thôi. Nước sơn zin nha anh chị nha. Đó, với giá thành là 200 triệu. Đăng kiểm thì cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần anh chị ha. Xe này hiện tại đang đăng kiểm còn tới tháng 9 năm 2020. Anh chị thấy nước sơn zin không? Bốn cái vỏ mới vừa thay, mới len keng nha anh chị nha. Thay vỏ xịn luôn. Michelin hết mười mấy triệu đó anh chị. Xe thì trang bị một bộ la giăng theo xe, nhìn rất là ok. Đây là nước sơn bề ngoài của em Vitara. Máy xăng 1.6, hai cầu. Anh chị thấy nước sơn zin không? Xe này anh chị nào mà trong cái giới xe mà nhìn con xe này biết thích chơi con xe này thì anh chị nhìn sơ qua cái video em làm thì anh chị biết con xe này nó chất như thế nào ạ. Và bây giờ tiến hành mời cô chú và anh chị theo em bước vào khám phá bên trong nội thất con xe này có những cái gì ạ. Thì điều đầu tiên, con xe này em bước vào thì em sẽ quay tắp bị cửa cho anh chị xem. Gân ghiếc anh chị thấy không? Vân nó nổi nè. Con xe này gọi là con cọp nha anh chị nha. Nếu anh chị nào biết chơi xe thì con xe này là con cọp. Xung chỉ, keo chỉ vậy thôi. Những nút đinh tán nhà sản xuất. Tem zin, góc cửa vẫn còn nguyên bản, sơn zin không anh chị ơi. Thực sự con xe này nó quá đẹp. Đó vậy thấy không? Gân nè. Quá đẹp anh chị ơi. Đó, keo chỉ hầu như không mất một tí nào hết. Như thế nào? Chi tiết thấy từ cái nắp cửa này chị thơ, từ bản lề bản liếc nè, nó rất là đẹp anh chị ha. Đó, những nút đinh tán keo chỉ vậy thôi, nó liền thôi rồi luôn. Và điều đầu tiên bước vào đây thì anh chị thấy một cái dàn ghế nỉ nha, zin theo xe anh chị thấy không? Bộ ghế nỉ quá xuất sắc anh chị. Trời ơi, em nói thật sự là nó đẹp đẹp kinh khủng anh chị ơi. Nếu mà anh chị em nào mà đam mê về cái dòng xe này thì nhìn con xe này thì anh chị chắc thật sự là anh chị không thể có gì mà chê được. Quá đẹp phải không anh chị? Bộ ghế này cực kỳ đẹp. Cửa nẻo đóng rất khít. Những cái đường rất linh tán anh chị thấy nè. Nó zin A tới Z luôn. Sóng xiết gần sóng đồ vẫn còn hết. Đây là sùng chỉ nè anh chị nè. Đó sùng chỉ. Những nút đinh tán là hầu như là bấm theo nhận xuất là còn nguyên bản anh chị thôi. Không mất một tí nào hết. Xe này cam kết anh chị là không cứng đụng luôn nha. Cứng đâu em trả tiền đó nha. Từ ốc bản lề anh chị thấy không? Và băng ghế nỉ anh chị nè, anh chị nhìn thấy băng ghế nỉ không? Rất đẹp, bộ ghế nỉ rất là đẹp. Đó, đây là trụ B. Cột kèo. Với một cái bản chất của con xe như vậy thì em chỉ quay vài chi tiết thôi. Thì anh chị cô chú hình dung là con xe này nó đẹp như thế nào đúng không ạ? Đó, tắp lô nè anh chị thơ. Gân ghiếc nó vẫn còn mới ken sờ ben luôn. Rờ mà em rờ mà cảm giác nó sướng tay luôn anh chị. Thật sự rất là sướng tay luôn anh chị.
đó, những cái gạn gần sống anh chị thơ đó, nó liền hầu như không mất một tí nào hết đó. Kính kiếp zin giòn xiết rồi zin hết luôn anh chị. Với giá thành là 200 triệu thì anh chị sẽ sở hữu chiếc xe này. Hiện tại thì em đang quay dưới trời mưa luôn chị nè chị thơ. Trời đang rất là mưa. Em tranh thủ lượt sơ qua một tí xíu nè anh chị xem khảo thôi. Hỗ trợ cái nắp đi anh. Bước vào bên trong thì nó là số sàn hai cầu còn nguyên nha anh chị nha. Nhanh chậm mà vẫn còn ok hết anh chị nha. Em sẽ review cái máy trước cho anh chị để tranh thủ để chờ nó đang mưa anh chị. Đó anh chị xem từ nắp capo, nước sơn zin keo chỉ nè anh chị nè. Đó từ thân dành, cột kèo không số đẩy nha anh chị nha. Nó tinh tế và nhà sản xuất những đường gân sống chỉ vẫn còn nguyên bản nè anh chị. Đó từ thân dành anh chị thấy không? Hầu như là không có dấu hiệu nào mà gọi là cứng đụng hết nha anh chị nha. Những nút tinh tán theo nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản. Bao luôn, bao không có nổ. Anh chị thấy không? Rất đẹp. Máy nổ cực kỳ thì thầm anh chị. Máy nổ rất êm, với dung tích xi lanh là 1.6. Hai cầu thì đồ ăn uống xăng em này em cho uống tẹt ga luôn là 7 lít thôi nha anh chị nha. Anh chị bật máy lạnh thì đi khoảng cả 8 lít xăng. Vú bò anh chị thấy không? Từ vú bò nè. Không có một cái dấu hiệu nào cứng đụng hết. Máy móc này thì cam kết anh chị không đổ hơi, đổ hám đâu luôn ha. Nên tiếng máy nghe rất thì thầm, nên cũng không một đường diễn tả về nhiều chiếc xe của chiếc xe này nữa. Và bây giờ em tiến hành đi sâu vào bên trong nội thất lại cho anh chị cùng tham khảo ha. Thì bước vào bên trong nội thất thì xe máy lạnh rất là tơ tái nha anh chị. 5 số anh chị ha, 2 cầu vẫn hoạt động tốt. Đây là thông số của em nó nè anh chị nè. Đó, vẫn gặp chưa? Đăng ký. Đây. Đây cầm luôn đi. Đó, máy lạnh rất là sâu anh chị ha. Bốn kính là kính chỉnh điện nè anh chị. Bốn kính gương chỉnh điện. Vẫn hoạt động rất là tốt. Rất là trơn tru nhẹ nhàng. Đó, anh chị thấy không? Tay lái chủ lực Suzuki Vitara. Vô lăng 46, đèn còi xi nhan đầy đủ. Đồng hồ rất là đẹp. Nhìn thấy đồng hồ không? Rất đẹp. Con xe này thì thật sự không có gì mà chê được nha anh chị. Nó tắp ly mà bô mà em rờ nó sướng, em khoái nhất một cái dàn ghế nỉ nó chị rờ sướng cái tay lắm anh chị, rất đã. Đó. Chừng bọng anh chị thấy nè, rất là ok. Giờ em sẽ đây nè, cánh cửa bên này cho anh chị coi xung chỉ luôn ha. Xung chỉ cửa tài nè, rin nguyên bản, rin đét còn đẹp luôn. Đó. Anh chị thấy không? Xe thì trang bị cái cửa sau, cánh cửa mở nè anh chị, cho anh chị xem cái cánh cửa sau luôn nè. Đó. Chỗ này thì cái cốp này thì nó cũng không có to lắm nhưng cũng đủ để mình chất đồ đạc, để cho mình đi chuyến một chuyến dã ngoại cũng rất là ok anh chị ha. Đặc biệt hai cầu chạy rất khỏe. Đó. Những nút đinh tán là bấm còn nguyên bản hết anh chị ha. Ti cửa kiết đồ đóng rất là khít. Em sẽ review sơ dàn gầm cho anh chị tại vì trời nó đang mưa, em cố tranh thủ em làm. Còn nếu mà nói về cái dàn gầm của chiếc xe này thì anh chị khỏi phải suy nghĩ ha. Cầu kiết hợp số hợp xiết cầu sau không có một tí nào nhớt nhít hết anh chị ha. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 0935500001, 0983022131, 0913 614642. Ô tô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu. 6 xe 2 cầu, nước sơn zin tầng tập, 4 vỏ Michelin mới vừa thay. Máy lạnh đăng ký 5 chỗ ngồi không hết niên hạn. Xe này sang tên chính chủ nha anh chị nha. Ủy quyền nghị quyết đồ là anh chị rút hồ sơ là ok nha anh chị nha. Với giá thành bên em bán cho anh chị là 200 triệu. Vâng, cảm ơn tất cả cô chú và anh chị đã theo dõi clip này. Và cô chú anh chị ơi cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng bên ô tô Duy Anh nhé.
Một lần nữa không biết nói gì hơn hết, chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị thấy trên em hiện tại thì trời đang mưa, thành phố Bảo Lộc đang mưa. À, con xe này anh chị muốn xem thì em trực tiếp tại thành phố Bảo Lộc nha anh chị nha. Và bên em cũng có dịch vụ là giao xe 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Anh chị nào có nhu cầu thì em sẽ vận chuyển xe về tận nhà cho anh chị nha. Đó, Bảo Lộc em hiện tại hôm nay là trời đang mưa nè anh chị. Thank you.